Giới chức y tế bang New York, Mỹ yêu cầu người dân đảm bảo rằng mỗi người đều đã được tiêm phòng ngừa bại liệt để tránh nguy cơ lây nhiễm sau khi phát hiện virus gây bệnh bại liệt trong nước thải thu thập ở hạt Brooklyn, ngoại ô thành phố New York. Mẫu bệnh phẩm nêu trên được thu thập trong tháng 6 vừa qua, trong khi tới ngày 21 tháng 7, chính quyền thành phố mới xác nhận một trường hợp mắc bệnh bại liệt tại đây. Điều này có nghĩa là virus đã xuất hiện và lây lan trong cộng đồng từ khá lâu. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ cho biết, các kết quả xét nghiệm cho thấy chủng virus phát hiện tại hạt Brooklyn có liên kết di truyền với chủng virus phát hiện tại Israel. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bệnh nhân đã đến Israel. Kết quả giải trình tự gen cũng cho thấy chủng virus này có liên quan tới các chủng virus rất dễ lây lan và có nguy cơ đe dọa mạng sống ghi nhận tại Vương quốc Anh. Theo New York Times, trước khi xác nhận ca bệnh nêu trên, Mỹ đã không ghi nhận bất cứ trường hợp mắc bệnh bại liệt nào ở trong nước kể từ năm 1979.